sẽ trả lời bằng bảng đáp án A, B, C hoặc D. Chúng ta có 4 câu hỏi trắc nghiệm. Việc đầu tiên các bạn là lắng nghe câu hỏi, sau đó sẽ có 5 giây để suy nghĩ và đưa đáp án. Khi 5 giây để kết thúc, các bạn phải nhanh chóng giơ cao bảng đáp án của mình lên. Tránh trường hợp các bạn thay đổi đáp án khi để thời gian, hoặc giơ một lúc nhiều đáp án, hoặc quan trọng hơn thời gian quy định thì cũng sẽ không có được đáp án như các bạn. Đúng các bạn có điểm, sai các bạn sẽ không được chuyển điểm hôm nay. Chú ý, nếu như bạn bấm chuông sớm hơn so với nhiều lần quy trình thì các bạn sẽ là đội phạm quy và phải là đội trả lời cuối cùng ở câu hỏi đó. Nếu trả lời đúng, các bạn được điểm số tương ứng của câu hỏi, và nếu trả lời sai thì các bạn sẽ bị trừ 5 điểm ở quy định của mình. Lưu ý những điều này. Và đồng thời thêm một điều nữa là ở phần bấm chuông nhanh này, nếu như có một đội đã bấm chuông mà trả lời sai rồi thì ba đội còn lại phải chờ hiệu lệnh lần thứ hai là mời các đội còn lại. Hãy lưu ý. Sau đó chúng ta sẽ đến với 3 câu hỏi cuối cùng ở phần câu hỏi đặc biệt. Câu hỏi đầu tiên là một hỏi ở dạng liệt kê. Câu hỏi thứ hai tiếp tục là một hỏi trắc nghiệm, và câu hỏi thứ ba là một hỏi tập luận. Câu hỏi trắc nghiệm hơi đặc biệt một chút là điểm số sẽ thay đổi tùy thuộc vào số đội trả lời đúng. Và điều đặc biệt hơn nữa đó là chỉ những đội nào có đáp án đúng trong câu hỏi số 10. Câu hỏi thứ 10 của đồng loại mới được quyền giành quyền bấm chuông nhanh trong hỏi cuối cùng. Bây giờ thì xin mời các bạn hãy cùng hướng mắt về màn hình để cùng bước vào các câu hỏi trắc nghiệm. Các em thân mến, có một vài điểm cần lưu ý ở câu hỏi trắc nghiệm như sau. Đó chính là chúng ta sẽ trả lời bằng hình thức do bạn đáp án A, B, C hoặc D. Trả lời đúng các bạn sẽ có điểm, và trả lời sai các bạn sẽ không bị trừ điểm. Chúng ta rõ thế nào? Và chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên. Câu hỏi có nội dung như sau. Hai con sông Vàm Cỏ Đông và Vàm Cỏ Tây gặp nhau tại tỉnh nào để hợp thành sông Vàm Cỏ? A, Long An, B, Tiền Giang, Tây Giang. Bắt đầu. Xin mời A, A, B và B. Như vậy chắc chắn sẽ có hai đội có điểm ở câu hỏi này. Sông Vàm Cỏ Đông và Vàm Cỏ Tây sẽ gặp nhau để hợp thành con sông Vàm Cỏ, đó chính là tại tỉnh Long An của các bạn. A là Long An chưa chính xác. Chính xác. Công nhận. Công nhận. Công nhận.
khấu nhé.